cách để có một dây đầu hoàng kim trong video ngắn của bạn. Trong video trước rồi đã chia sẻ cho bạn cái bí quyết làm thế nào để bạn có thật nhiều video hấp dẫn. Phải có một số thứ như là gây sự kích thích tò mò. Ngoài ra phải có bốn cái thứ như là con số, từ cường điệu, các từ drama và các từ cảm quan. Thì các bạn xem lại video trước đây của Duẩn, Duẩn có để trong phần bình luận ở dưới video này để các bạn xem nhé. Và tiếp tục ngày hôm nay Duẩn tiếp tục chia sẻ cho bạn. Duẩn hỏi bạn này, giữa hai việc giữa nhìn và nghe, khán giả sẽ quan tâm cái gì trước ạ? Đó là nhìn, khán giả phải nhìn thấy trước, sau đó mới nghe bạn nói. Ví dụ khi là lướt TikTok đi này, khán giả nhìn thấy ảnh đại diện của bạn, nhìn thấy cái tiêu đề của bạn có liên quan người ta không, người ta mới kích vào xong mới nghe thấy. Vậy thì các bạn phải làm thế nào để có cái cảnh là gì ạ? Nhìn thấy trước, đó là từ khóa bối cảnh quan trọng hơn nội dung. Nếu bạn có thể quay được ở ngoài đường thì đừng ngồi trong nhà để quay. Nếu bạn có thể quay nhiều người thì hãy quay nhiều người, hãy đến chỗ đông người để quay. Thì như vậy đó là bối cảnh. Trong cái video này chỉ bạn hai cái cách để bạn có một dây hoàng kim. Một, đó là đặt câu hỏi. Các bạn hãy xem video này của Duẩn nhé. Đặt câu hỏi như thế nào? Theo bạn thì đang video vào khoảng mấy giờ thì dễ dàng lên xu hướng? Các anh chị biết là mình đang video giờ nào thì dễ lên xu hướng? 10 giờ rưỡi sáng. 10 giờ sáng à? Xin hỏi chị là đang video giờ nào lên xu hướng ạ? 21 giờ tối. 21 giờ tối à? Ê, em gái, đố em biết là đang video giờ nào lên xu hướng? Dạ buổi chiều. Buổi chiều mấy giờ? Tầm 5 giờ anh. Sai rồi. Tất cả là không đúng. Đây, em lại đây. Anh chỉ cho. Anh chị em ngồi yên nhé. Nếu chỉ em làm cách này này, em làm cho cách này nhé, bảo đảm là cái số lượng người xem video của em tăng gấp 10 lần đến 20 lần so với trước kia. Muốn học không? Dạ có. Rồi, cách làm rất đơn giản nhá. Bước đầu tiên em vào đây này, và ba chấm, chọn cho anh là công cụ dành cho sản sáng tạo và phân tích và phần follower. Em nhìn ở dưới này này, đây là cái thời gian khách hàng hoạt động nhiều hay không này. Thời gian mình nhìn được không ạ? Là 12 giờ trưa khán giả hoạt động nhiều nhất, và buổi tối 21 giờ khán giả hoạt động nhiều nhất. Sau khi mình thấy là cái khán giả của mình hoạt động nhiều nhất vào lúc 12 giờ và 21 giờ thì đang video lúc nào ok nhất? Em nghĩ 12 giờ. Rồi, cái này là sai em nhá. Đa số mọi người đều nghĩ như vậy, dạ. Nhưng em nên đăng trước 3 giờ. Ví dụ khán giả của em hoạt động vào lúc 12 giờ, em đăng lúc 9 giờ sáng. Còn nếu khán giả của em hoạt động vào lúc cao điểm nhất là lúc 21 giờ, em đăng lúc 18 giờ. Được không em? Em vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa hiểu à? Ok, không sao, đây là một cái cách đầu tiên thôi. Dạ. Cách tiếp theo này, anh hỏi tiếp này. Em nên đăng video dài hay video ngắn? Theo như thống kê trên TikTok ấy, như này này, thống kê đúng không? Thì có gì ạ? 55% số lượng người đăng video từ 0 đến 15 giây. Tiếp theo là 30% số lượng người đăng video từ 15 đến 30 giây. Và 12% số lượng người đăng video từ 30 đến 60 giây. Và chỉ có 3% số lượng người đăng video từ 60 giây trở lên thôi. Thì theo em nên đăng video thời gian bao nhiêu thì hợp lý? Chắc chắn em chọn tỷ lệ cao nhất rồi. Cao nhất là gì ạ? Đăng video từ 0 đến 15 giây đúng không? Dạ đúng rồi, video ngắn nhất. Ok, sai tiếp rồi. Đa số mọi người đi theo đám đông đúng không? Có một câu nói như sau này: người thành công thì đều có hướng đi riêng. Hãy đi ngược số đông, hãy làm video trên 1 phút. Bởi vì hai yếu tố thứ nhất ấy, là những video nào trên 1 phút thì sau này được bật quảng cáo kiếm tiền trên TikTok. Cái thứ hai là tất cả các nền tảng đều mong muốn khán giả ở lại trên kênh càng lâu càng tốt, yeah. Thì video dài mới có khả năng giữ được chân ở lại đúng không? Bây giờ anh chỉ em ấy, em hiểu chưa? Bây giờ không hiểu gì hết trơn. Không hiểu thế trên à? Em học trường nào ra vậy? Ồ, em có biết gì về TikTok đâu. Ôi, không dậy nữa. Chán quá, không thương mình thế nào hết đấy. Ê, nãy giờ hai bạn có nghe được cái gì không? Ông nói với con bé kia chứ nói tôi đâu, tôi nghe. Ok, bây giờ tôi chỉ lại nhá. Đây này, làm theo cái bước này đúng không? Đấy. Các bước là gì ạ? Đăng video vào cái giờ mà khán giả hoạt động nhiều nhất. Thứ hai là gì ạ? Đăng video dài trên 1 phút. Hiểu không các bạn? Có hiểu không? Không hiểu. Không hiểu à? Không hiểu à? Thôi, hỏi cameraman nhá. Theo em nên đăng video vào giờ nào là ok nhất? Đăng giờ nào chạy được video hay là được rồi. Thật à? Đúng rồi. Cùng là một cái chủ đề này, Duẩn quay với lại bố mẹ khác nhau. Hôm thì ngồi quán cà phê, hôm thì ngồi ở nhà, hôm thì đến chỗ đông người để quay. Thì kết quả đều khác nhau và đều lên xu hướng. Duẩn ví dụ nếu bạn là chủ một spa, bạn có thể đặt câu hỏi như sau này: bạn sẽ rửa mặt trước hay là đắp mặt nạ trước? Như vậy bạn đã suy nghĩ đúng không? Là không biết là rửa mặt trước hay đắp mặt nạ trước. Hoặc ví dụ như này: khi ăn tôm hùm, có nên ăn đầu tôm hùm không? Bạn lại suy nghĩ tiếp đúng không? Rồi, ví dụ tiếp theo này: dù một lát nữa tôi sẽ hỏi bạn bất kỳ câu hỏi nào thì bạn cũng đừng trả lời nhé. Nhưng mà bạn vẫn trả lời, bởi vì trong cái câu nói của tôi có từ trả lời, bạn vẫn cứ trả lời. Thì đây gọi là tiềm thức. Bí kíp thứ hai để có một dây hoàng kim này, đó là dắt múi người xem. Thì thế nào là dắt múi người xem này? Thứ nhất, bạn phải mở đầu video bằng một câu khẳng định để thu hút mọi người đến với bạn. Cái thứ hai, bạn đánh vào những nỗi đau, đặt một vài câu hỏi đánh vào nỗi đau khách hàng
để khiến khán giả ở lại. Tuần ví dụ như sau: nếu bạn đang là người mới mong muốn kiếm tiền trên TikTok thì đây chính là video dành riêng cho bạn. Trong cái video này, Duẩn chia sẻ cho bạn 4 cái vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào để người mới nhanh chóng có được video lên xu hướng trên TikTok. Vấn đề thứ hai, làm thế nào để nhanh chóng có được 100.000 người theo dõi trên TikTok. Vấn đề thứ ba, làm thế nào để xác định xem tài khoản của bạn có còn sử dụng được nữa hay không, hay là tài khoản đã bị vô hiệu rồi. Vấn đề thứ tư, làm thế nào để nhanh chóng gắn các hashtag trong video của bạn để định vị thương hiệu của bạn trên TikTok. Đây là những câu khẳng định, đây là những vấn đề mà khán giả quan tâm. Thì để bạn làm được cái video này hay hơn nữa này, Chuẩn chia sẻ cho bạn cái kịch bản 6 bước sau khi mở đầu xong rồi làm bước gì tiếp theo. Kịch bản 6 bước như sau. Bước 1 là tiêu đề thu hút. Chuẩn có tặng cho các bạn bộ 500 mẫu tiêu đề thu hút. Bạn nào muốn nhận thì bình luận tôi ở dưới video, Chuẩn sẽ gửi cho bạn nhé. Cái điều tiếp theo này, cái thứ hai đó là ai. Ai là người nên xem video này của bạn, hoặc bạn là ai mà người ta phải xem video của bạn. Cái thứ ba, xoáy sâu vào nỗi đau. Người ta sẽ phải nỗi đau gì nếu mà không biết cái video này của bạn? Sẽ bị mất tiền, bị mất thời gian, bị lừa. Cái điều thứ tư, đó là những cái sung sướng. Nếu khán giả xem hết video này của bạn, người ta sẽ đạt được những kết quả gì? Đó là sung sướng. Cái điều thứ năm này, đó là những cái cách làm. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 là cách bạn chỉ người ta làm như thế nào. Bước 6, đó là bạn mới kêu gọi hành động. Cái bước rắc mũi này nghĩa là bạn làm thế nào để có đoạn đầu thu hút. Sau đó bạn phải vào trong đoạn video giới thiệu kỹ là cái lợi ích người ta xem được là cái gì, cái video này giá trị ra làm sao, để người ta mới tiếp tục xem video, người ta mới hiểu cái nội dung như nào, sau đó bạn mới nói nội dung chính. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ khiến khán giả xem và khán giả hành động, bởi vì họ hiểu cái nội dung hay của nó, cái giá trị của video này. Ngoài ra, bạn áp dụng cách này vào trong livestream của bạn. Chúc bạn áp dụng thành công phương pháp này để có thật nhiều video triệu view.